Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong quý 1, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp tỉnh Hưng Yên giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước và xếp thứ 5 trên 11 tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý 1 đạt gần 13.900 tỷ đồng, tăng trên 72%. Về tình hình đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm năm 2023, đến nay tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 8.700 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm đã giải ngân gần 1.350 tỷ đồng, đạt trên 11% kế hoạch chính phủ giao. Cùng với đó, các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả cao. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành trung ương 9 nhóm nội dung với 29 kiến nghị. Theo đó, tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Hưng Yên để tỉnh sớm triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông Hồ liên tỉnh, trong đó có hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt việc xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đề nghị phối hợp với tỉnh thẩm định tính khả thi của dự án về thoát lũ đê điều để tỉnh triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng đảm bảo đúng tiến độ, chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương xem xét có hướng dẫn cụ thể giúp tỉnh chuyển mục tiêu của dự án di dân tái định cư sang hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Báo cáo Chính phủ cho phép tỉnh được sử dụng 10% diện tích bãi sông Hồng, sông Luộc để xây dựng công trình nhà ở mới. Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dịch vụ xã Phụng Công, huyện Văn Giang trên bãi sông Hồng với diện tích khoảng 20,5 ha để sớm bàn giao đất cho nhân dân vùng dự án. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu quan tâm chỉ đạo cho lập dự án đầu tư xây dựng các cầu vượt trên 9 vị trí nút giao trên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Tham mưu Chính phủ phân kỳ đầu tư dự án tuyến cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ và triển khai dự án vào giai đoạn 2021-2030. Tỉnh Hưng Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc đóng lại đề án xây dựng khu Đại học Phố Hiến. Thì khi mà thành lập quy tỉnh thì tỉnh Hưng Yên cũng có văn bản đề nghị nên trung ương là cái chỉ tiêu phát triển đất công nghiệp là đến năm 2025 là khoảng 5.021 và đến năm 2030 thì khoảng 9.500. Như thế là vừa tính cho nội trình về để phát triển của tỉnh quy hoạch 10 năm mà định hướng 20 năm đến 2050. Nhưng mà khi mà phân khai cái chỉ tiêu này thì cái này thì nội dung của tỉnh không biết là đâu trình, chỉ biết là bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì và trình Chính phủ, trình Quốc hội thì Hưng Yên chỉ có 3.849 ha đến năm 2025 và chỉ có 5.021 cho đến 2030. Nhưng mà có một cái thực tế rất bất cập, đến thời điểm hiện nay ngay cả lúc phân khai cái chỉ tiêu đó thì Hưng Yên đã khoảng 4.003 rồi, nhưng mà đến năm 2025 là chỉ có 3.849 thôi, thì không biết là Hưng Yên sau này phê duyệt kế hoạch kiểu gì. Đấy là cái khó khăn. Cái dự án ấy của bác ấy là có phần đất dịch vụ là trả cho người mất nhiều ruộng thì được một cái suất dịch vụ liền kề. Thế dự án này là từ 2004, trước cả luật kế hoạch, xong luật đê điều. Luật đê điều thì 2016, 2057 là cái quyết định 2057 về cái đê điều về phòng chống thoát lũ. Thì 2018 mới có giá trị, nhưng cái này nội dung là thực hiện từ 2004. Thế nó triển khai tiếp tục đấy, tổng là 68 hectare. Thế đã giao khoảng hơn 40 hectare rồi, thế còn 20 hectare đất thủ công. Thế là Bộ Nông nghiệp lại tuyết còi, là rừng không được giao vì lý do là vướng vi phạm 2057.
Vì cái này là thực hiện từ trước khi là 257 ra đời. Sau đó thì Ủy ban tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Thủ tướng này sửa 257. Thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Nông nghiệp mà sửa. Nhưng khi sửa 257 thì trong nội dung không những chả sửa cái gì cả. Tức là xin là Hưng Yên là xin là 10% diện tích tự nhiên được phép xây dựng. Thế là Bộ Nông nghiệp, Cục Đê điều rất khoát văn bản không đồng ý vào rất nhiều cuộc họp. Kể cả thanh tra Chính phủ cũng đề xuất được tướng, nhưng mà Bộ Nông nghiệp rất khoát không nghe cái đó. Đấy. Nó có cái bất cập đó thì cũng đề nghị Bộ trưởng giúp cho Hưng Yên làm sao mà đề nghị Chính phủ là do Hưng Yên tiếp tục thực hiện cái dự án liền kề để giao đất cho dân. Cái nội dung này là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những hạn chế khó khăn, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trên. Đồng thời, các thành viên của đoàn công tác Chính phủ cũng đã giải đáp trao đổi một số kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh Hưng Yên theo thẩm quyền, thảo luận các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến giải đáp của thành viên đoàn công tác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chức năng thực hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho tỉnh. Nhấn mạnh lại một số khó khăn vướng mắc và những kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên đối với Chính phủ và các bộ ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị đoàn công tác nắm tình hình thực tiễn của các địa phương với báo cáo Chính phủ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thời gian tới, tâm hơn đến việc giải quyết các kiến nghị đề xuất của địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn, hỗ trợ Hưng Yên thúc đẩy phát triển kinh tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng rất là quyết tâm và đã thể hiện trong cái quy hoạch của tỉnh là sẽ xây dựng tỉnh Hưng Yên này trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Và với một mục tiêu cuối cùng và mục tiêu không thể đảo ngược như vậy thì tất cả những 21 cái phương án quy hoạch trong quy hoạch chung quy hoạch tích hợp của tỉnh không hướng đi đâu ngoài là hướng tới cái mục tiêu ấy. Và trong cái 21 cái phương án quy hoạch cụ thể của tỉnh thì chúng tôi thể hiện rất rõ ràng về giao thông, về hạ tầng thương mại và nhất là về vấn đề đô thị. Chúng tôi sẽ phải đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa, bên cạnh đấy là về vấn đề phát triển công nghiệp. Đấy. Và với những vấn đề bức xúc trong cái định hướng phát triển của tỉnh như vậy, cho nên là trong kiến nghị chúng tôi, các đồng chí thấy những vấn đề về liên quan đến triển khai các cái dự án công nghiệp và đô thị, những vấn đề về thủ tục, và cũng tha thiết các đồng chí nếu như chưa được sửa được căn cơ về pháp luật thì hãy mạnh dạn là cải cách các cái thủ tục, quy trình về thủ tục hành chính để rút ngắn. Chúng tôi cần nhanh. Xin thưa các đồng chí, không ai nhà đầu tư đều có thể đợi được khi mà một cái dự án về khu công nghiệp mất 4 năm trời và chi phí của doanh nghiệp cũng không thể gánh chịu nổi nếu như một cái thủ tục về chuyển đổi đất lúa trên 10 hectare mất 18 tháng. Tôi nói cái này là có thật. Thế cho nên là cái chỗ này thì cũng rất là mong các bộ ngành quan tâm vấn đề về giải quyết những kiến nghị, những cái đề xuất của các địa phương. Chúng tôi không xin tiền, nhưng mà chúng tôi xin nhanh. Nói thật các đồng chí, có những vấn đề có thể trao địa phương, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái phân quyền phân cấp, và chúng tôi phải tính toán hiệu quả khi sử dụng từng mét vuông, từng hecta đất một trên phạm vi 600 km2 của tỉnh Hưng Yên này sao cho hiệu quả nhất. Thay mặt đoàn công tác của Chính phủ, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Hưng Yên cần bám sát các mục tiêu đã đề ra, cần đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển, tập trung theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, ưu tiên phát triển một số ngành lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch, bổ sung hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở kế thừa quy hoạch giai đoạn trước và cập nhật bổ sung trong tình hình điều kiện mới. Chú ý trong công tác quy hoạch phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, đồng thời phải giải quyết bài toán tổng thể, tìm ra các hạn chế yếu kém để có giải pháp khắc phục. Các đồng chí thắc mắc là cũng không biết là cái quy hoạch này như thế nào, nhưng mà cứ giữ như thế. Đấy, để làm thì người ta cho rằng đấy là kỳ mã người ta để phát triển. Hưng Yên trước đây tôi nói là cánh đồng tam thiên mẫu, cái gì thẳng cánh cò quay. Nếu mà bây giờ vẫn cứ giữ tam thiên mẫu cảnh cò quay là nghèo, nhưng mà nếu mà khu công nghiệp công nghệ cao
3.000 mẫu thì ui giời, sướng lắm, tăng thu không biết bao nhiêu lên. Cái con đường phát triển này như thế nào phải tính, đấy phải rất sát với thực tế. Đấy, để cho người ta có quy hoạch, người ta chủ động những cái việc đó. Thì tôi thấy cái này thì các ông chí cũng trả lời rồi, nhưng mà thấy chưa đáp ứng được đâu. Người ta yêu cầu đây là đến năm 2030 tầm nhìn phát triển công nghiệp là 9.000. Thế bây giờ nếu đáp ứng được với như thế này, mà trong cái kế hoạch đó thì là đã Thủ tướng Chính phủ đồng ý rồi, chứ còn vào tháng 10 đưa sang Quốc hội nữa là vẫn chậm hơn. Thành ra cái này Bộ Tài nguyên Môi trường đấy phải rất nghiên cứu vào để tháo gỡ. Người ta còn có quy hoạch, người ta phải tầm nhìn đến năm bao nhiêu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp thu nhập cao. Thế mà bây giờ thu nhập cao vẫn cứ giữ này thì làm sao để thực hiện được đường lối của Đảng. Hôm nay một trong những trọng tâm các đồng chí địa phương cũng đề xuất những vấn đề về quy hoạch. Các bộ đây cũng đều nói về quy hoạch. Đấy, đều thống nhất về những cái việc đó. Mà trong cái đề nghị ở đây chúng tôi cũng đề nghị cái việc đó. Nhưng mà nó phải có cái sự đồng bộ phối hợp chung, kể cả của chính phủ đến các bộ ngành. Mà cái này không phải, chắc có lẽ không phải chỉ có Hưng Yên đâu. Mà cái này sẽ được tập hợp lại để chính phủ có cái xem xét về những cái việc này, để tạo điều kiện cho cái thuận lợi hơn trong cái điều hành của địa phương cũng như cái quản lý của chính phủ, của nhà nước về những vấn đề này. Các cái công việc, cái phối hợp này nó được nhanh hơn. Các dự án, các cái chương trình, các cái hướng dẫn, các cái quy định của luật pháp để xử lý như thế nào đối với những vấn đề địa phương. Một trong những cái tháo gỡ là nhanh. Chứ còn đấy thấy rồi nhưng mà cứ ì ra, cứ chậm lại như thế. Đi vào một số các cái gì đấy mà địa phương đang rất bức xúc, trường học, rồi đất quy hoạch, đất chuyển đổi, rồi những cái dự án con đường kết nối rồi để tháo gỡ cho, để giúp cho giải ngân vốn đầu tư nhanh đến những cái việc như vậy. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận các kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên và khẳng định đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ trung ương để phân loại chỉ đạo giải quyết. Vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng chí rất bức xúc về sự ô nhiễm của các dòng sông trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị về một số giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực cần phải bắt tay vào cuộc để tháo gỡ, làm cho sạch các dòng sông.